Hồi đó là khó lắm rồi, không có người ta nói bây giờ có phải không phải về nhà rồi. I agree. Yeah, tôi đồng ý với vợ tôi. We are just blown away by your hospitality, yeah. Just you as a people. Yeah. Chúng tôi cảm thấy rất là đồng chạy bởi vì có sự tiếp đón nồng hậu của ông bà anh chị em. Just really appreciate you. Chúng tôi thật sự cảm kích vì điều đó. Family. Amen. Tôi cảm thấy giống như là một gia đình vậy. Amen. Okay, so the subject, lesson 13, is about work. Và bài học tiếp theo của chúng ta, bài số 13 sẽ nói về làm việc, công việc. Now, for some people, work is in the field. Chúng ta thấy hình ảnh vẽ đây có một người đang làm việc ở trên cánh đồng. Wow. Other people, work is in the computer. Nhưng cũng có người làm việc trên máy tính trong văn phòng. But whatever it is, God is inclined to have us in some sort of work. It might be full-time pastoring, or it might be a job in the world somewhere. Cho nên bất cứ là công việc gì, thì mỗi một chúng ta đều có một cái việc gì đó để làm. Có thể là một sư chọn thời gian, có thể là một sư bán thời gian, có thể là mình làm một công việc gì đó ở bên ngoài. But it's inclined to be as we work that we see God supply our needs. Và qua cái công việc của chúng ta, qua việc làm của chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là chu cấp những cái nhu cầu của mình. So it's good to find the place where God wants us to labor. Và nên rất là tốt khi mà chúng ta tìm thấy được cái nơi mà Chúa Ngài muốn chúng ta bỏ công bỏ sức ra làm việc. So let's look at the history of work first. Cho nên trước tiên chúng ta hãy xem cái lịch sử của công việc là gì. Let's look in Genesis chapter 2 verse 15. Công việc đến từ đâu? Đầu tiên chúng ta phải xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15. Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 15. Sorry, my fingers aren't doing very good here. So it says, and the Lord God took what the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. Sách Thế Ký đoạn 2 câu 15 nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. So even before sin entered the world, God had man, Adam, in the garden cultivating it. Cho nên chúng ta thấy rằng thậm chí trước khi mà tội lỗi bước vào trong thế gian này, thì ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời Ngài đã đặt để Adam vào trong một cái khu vườn để rồi Adam có thể trồng trọt, có thể giữ lấy nó. And then, of course, Adam and Eve sinned, and sin entered the world. Và sau đó chúng ta biết rằng Adam và Eva đã sa ngã và tội lỗi bước vào trong thế gian. We look at just over on Genesis chapter 3, verse 23. Chúng ta tiếp tục ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3, câu 23. And then it says, therefore the Lord God sent him out from the garden of Eden, that's Adam, to cultivate the ground from which he was taken. Chúng ta thấy câu 23. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cái đất là nơi có người ra. So, even when sin entered the world, Adam went from tending the garden of Eden out into the world where there are weeds and there is harshness. Yeah. Cho nên chúng ta thấy rằng thay vì được một cái cuộc sống, một cái công việc rất là khó lòng ở tại trong vườn Eden, thì khi mà phạm tội thì Adam và Eva đã bị đuổi ra khỏi vườn và bước vào trong thế gian là được để mà làm việc. Và cái nơi đó thì chúng ta biết rằng nó có sự cứng cỏi, có vô số những cái giống như là bụi tọc ra rồi mọc lên như vậy. So work went from being the pleasure in the garden to hard labor out of the garden. Cho nên làm việc, công việc ban đầu ở tại vườn Eden nó là một cái điều vui thú, là một cái điều vui thỏa cho con người. Khi tội lỗi bước vào thì nó đã trở thành một cái điều gì đó rất là nặng nhọc, rất là vất vả. Let's look at 1 Thessalonians 4, chapter 11. Chúng ta xem tiếp ở trong Cô Lô
Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 11. And it says, and to make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands just as we commanded you. Ráng tập ăn ở cho yên lặng, chăm sóc việc riêng mình, dùng chính tay mình làm một như chúng tôi đã dặn bảo anh em. So the three things Paul told them to do. Cho nên chúng ta thấy có ba điều mà sứ đồ Phaolô nói với những người ở thành Thessalonica nên làm. Thessalonians 4:11, Gentle as it's 7. Yeah. Thessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 11 đấy ạ. Yeah. We're right over here. So there were three things that Paul told them to do. What were they? Như vậy ba điều mà sứ đồ Phaolô nói các tín đồ ở Thessalonica nên làm là gì ạ? Chúng ta có thể kể được không ạ? Chăm sóc công việc của mình và sau đó là làm việc bằng chính sức lực của mình. Yeah. And so then Paul gave a reason for this in verse 12. Và Phaolô đưa ra lý do tại sao chúng ta phải làm ba điều trên ở trong câu 12. And he says, so that you will behave properly toward outsiders and not be in any need. Đó là hầu cho anh em có thể ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. You see, if we don't work, we're inclined to be in need. Chúng ta thấy đấy, nếu như chúng ta không làm việc thì lúc nào chúng ta cũng sẽ thiếu thốn. So there's two things that the Bible says about a person who does not provide for his own family. So let's look at 1 Timothy 5:8. Chúng ta thấy là có hai điều mà Kinh Thánh nói đến khi mà một người không có làm việc để mà chăm sóc, để mà chu cấp cho gia đình của mình. Chúng ta có thể xem ở trong Timôthê nhất đoạn 5 câu số 8. Timôthê sau ngay Thessalonica đó. It says, but if anyone does not provide for his own family, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Yeah. Let's read it together. Xin chúng ta cùng nhau đọc Timôthê nhất đoạn 5, câu số 8. Chúng ta có hết chưa ạ? 1, 2, 3. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. It's a challenge, isn't it? Đây là một thách thức phải không ạ? You know, sometimes we can get very spiritual about God's provision. Các bạn biết không, đôi lúc chúng ta trở nên gọi là quá thiên liêng về cái sự chu cấp của Đức Chúa Trời. But there's some fairly basic stuff here. Nhưng mà ở câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy một vài điều vô cùng căn bản. Okay, let's go to 2 Thessalonians 3. Chúng ta tiếp tục qua Thessalonica thứ nhì đoạn 3. Thessalonica thứ nhì đoạn 3. And verse 10. Câu số 10. Thessalonica nhì đoạn 3 câu số 10. And it says, for even when we were with you, we used to give you this order. If anyone is not willing to work, then he is not willing to, he's not going to eat either. Chúng ta cùng nhau đọc ạ. Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã ra bảo cho anh em rằng, nếu ai không cứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. No work, no eat. Không làm thì không ăn. I remember a number of years ago, there were a couple of gentlemen that used to come and stay at our place sometimes. Yeah, tôi nhớ một vài năm trước có một cái người nam kia đến ở tại cái khu vực của chúng tôi. Now they were evangelists. Chúng họ đến ở tại nhà tôi và thật ra những cái người này họ là những cái nhà truyền giáo. And they would come and they would go as they believed God led them.
họ đến và họ đi, họ đến và họ đi theo như cái cách mà họ nghĩ rằng Chúa là đang dẫn dắt họ. They weren't under any organization. They were just under their own authority. Họ ra đi, họ làm truyền công tác truyền giáo mà không có ở dưới sự che phủ của bất cứ một cái tổ chức nào hết. Họ giống như họ đó là họ đi theo cách riêng của họ thôi. Now we enjoy hosting people, and that's okay. That was we like people coming into our home. Chúng tôi thích mời khách vào nhà. Chúng tôi thích có khách trong nhà, cho nên cái việc mà họ đến ở trong nhà chúng tôi thì cũng ok thôi, không sao cả. But then one morning they got up and they said, "Oh, could you pray with us because we're just asking God what we should do next." Nhưng mà một buổi sáng kia khi mà họ thức dậy thì họ nói với chúng tôi rằng đó hả, anh chị có thể nào cùng cầu nguyện với tôi hay không, bởi vì tôi muốn biết là Chúa muốn chỉ dạy chúng tôi làm cái gì tiếp theo. Now, in the area of New Zealand that we live, there is a lot of work in orchards and in the fields, short-term work. Yeah. Và tại cái khu vực mà chúng tôi sống ở tại New Zealand đó thì có rất là nhiều công việc để mọi người có thể làm, có thể là công việc trong thời gian ngắn hạn thôi. Ở trong hội thánh cũng có, mà ở ngoài hội thánh cũng có. Now I really believe God just said to me to encourage them to go out and just get some work. Yeah. Và lúc đó tôi thật sự tin rằng Chúa Ngài muốn tôi hãy khích lệ những cái người nam, những người thanh niên này hãy đi ra và tìm một công việc. Now they were very polite, but they said, "Oh, God doesn't have us do any work." Và họ rất là lịch sự, nhưng mà họ từ chối nói và nói rằng chúng tôi tin rằng Chúa không muốn chúng tôi phải đi làm cái công việc ngoài đời kia đâu. He provides all my need, all our needs. Chúa là chu cấp mọi sự cần dùng của chúng tôi rồi. They went that day and we've never seen them again. Yeah. Và ngày hôm đó họ rời khỏi nhà chúng tôi và chúng tôi không bao giờ thấy họ lại nữa. No, I am an absolute believer in God supplying our needs miraculously. Yeah. Tôi là một người 100% tin vào việc rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể chu cấp cho chúng ta một cách siêu nhiên. But even Paul knew what it was to be a tent maker, and he also knew what it was to be a preacher. Nhưng mà chúng ta thấy thậm chí Phaolô, ông cũng biết rõ cái công việc của ông với tư cách là cái người làm may trại, và ông cũng là một người và hoàn toàn biết là công việc của ông là một người đang giảng phúc âm. But sitting around being overly spiritual is not doing God's work. Vậy nên ngồi không lười biếng mà lúc nào cũng nghĩ tới việc là Chúa chu cấp một cách siêu nhiên á, thì không phải là mình đang làm việc của Chúa đâu. I'm sure that sort of story doesn't apply to anyone here, but I'm sure you will come across people like that. Tôi tin chắc rằng câu chuyện tôi vừa mới kể không có rơi vào trường hợp của ông bà anh chị em của chúng ta ở đây, nhưng mà có thể đang khi sau này chúng ta hỏi về Chúa, chúng ta sẽ thấy có những người có cái suy nghĩ như vậy. Now I was very gracious to these young men, but I didn't say anything except what I believe God put on my heart. Yeah. Thật sự tôi đã rất là có nghĩa là đối đãi một cách nhân từ tử tế với những cái người thanh niên trẻ và đã học truyền giáo và lúc nãy giờ tôi kể, đang truyền giáo mà tôi kể đó. Nhưng mà tôi tin rằng tôi phải nói ra những gì mà Chúa đặt để trong lòng tôi nói với họ. But no work, no wheat. No work, no wheat. Yeah. Nhưng mà chúng ta thấy Kinh Thánh nói rõ ràng, không làm thì không ăn. Yeah. Okay, so if we carry on to 2 Thessalonians chapter 3 and just read on to verse 11. Yeah, chúng ta sẽ xem tiếp Thessalonica thứ nhì đoạn 3 câu 11. And it says, "For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting like busybodies." Yeah. Chúng ta hãy cùng nhau đọc Thessalonica thứ nhì đoạn 3 câu 11. Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bày bạ, chẳng hề làm lụng, dở dâm những sự vô ích mà thôi. Tôi muốn dịch cái bản tiếng Anh của tôi muốn dịch cái bản tiếng Anh của họ. Cái câu Kinh Thánh trong Thessalonica thứ nhì đoạn 3 câu 12 này nè, thì có nghĩa là phần trên đó, nó nói là tôi nghe rằng trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng,
mà làm ra vẻ như người bận rộn. Right now. What's just different. Yeah. I love language. But you know, someone who isn't working and has too much time on their hands, it leads to problems. Yeah. Chúng ta thấy nếu như một người không làm việc mà họ có quá nhiều thời gian rảnh rỗi thì thế nào cũng sẽ có chuyện thôi. Yeah, to me, that word busybody is someone who wants to be in everyone else's business. Và cái từ mà trong kinh thánh tiếng Anh lại tôi dịch là giống như làm ra vẻ người bận rộn. Người bận rộn là cái người mà giống như là thích xíu của chuyện này, xíu chỗ kia, chịu kia, xíu cứ chạy lăn, gọi là lăn quanh và ra vẻ mình bận rộn. You know, Pastor, you should be doing things this way, and this way, and this way, and you should be doing things this way, and this way, and this way, and you should be cleaning this way. Mà phải chùi nhà bằng cách này, làm cái việc kia theo cách kia. And you're not, oh, look at children, that's so unruly. Dạ. Thì sao mà không chăm sóc con cái để nó lăn lộn ngoài đường vậy? Has anyone ever met anybody like that? Chúng ta có bao giờ gặp những cái những người như vậy chưa ạ? Có. Việt Nam cũng có. Perhaps if we find ourselves doing those things, we need to say, God, what do you want me to be doing? Nếu như mà chúng ta rơi vào hoàn cảnh chúng ta thấy rằng mình cũng giống như đây là những điều nãy giờ tôi nói đó, thì chắc là mình phải quay lại và hỏi Chúa ơi, Ngài chỉ cho con biết giờ con phải làm cái gì đây. Let's carry on in the 2 Thessalonians and read verse 12. Yeah. Chúng ta lại tiếp tục xem ở trong Thessalonica thứ nhì đoạn 3 câu 12. Now such persons we command and exhort in the Lord Jesus Christ to work in a quiet fashion and eat their own bread. Yeah, tôi xin phép đọc. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những người đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh mà chính mình làm ra. You see, as leaders, we will be faced with people who are busybodies. Yeah. Các bạn biết không, với tư cách là những người lãnh đạo, thế nào chúng ta cũng sẽ đối diện với một số con cái Chúa hay là một số người lúc nào cũng tỏ vẻ bận rộn xíu mũi vào mọi việc á. And so it is our job to encourage them to work in a quiet fashion and to eat their own bread. Và nên nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta phải khích lệ họ để rồi họ có thể làm việc một ở trong này nó là việc cách yên tĩnh, có nghĩa là chuyên chú làm công việc của họ đi và có cái gì đó làm ra của cải thức ăn cho họ. Now, of course we are people of grace. Và tất nhiên bởi vì chúng ta là những con người của ân điển, có nghĩa là những con người mà phải thể hiện cái sự ân điển của mình ra. So we're going to be gentle. Cho nên chúng ta phải nói một cách nhẹ nhàng với họ. But we also need to be very firm. Tuy nhẹ nhàng nhưng mà cũng phải chắc chắn. Nói rõ quan điểm. We're not going to go, you need to do this, this, and this. Chứ không phải đi ra chỉ mặt người ta, chỉ mặt anh phải làm cái này, cái này, cái này. But we're going to say, come. Nhưng mà chúng ta phải nói, mà tới đây. Let's do this. Chúng ta hãy phải làm cái này, cái kia. Work. Công việc. Let's look at the employer, people who employ others to do work for them. Đầu tiên chúng ta sẽ Chúng ta sẽ xem. That's right. I got it wrong. So A, let's look at A, which is the employee. When we are working for somebody else. Yeah, chúng ta sẽ đi qua phần A, phần đầu tiên khi mà chúng ta nói về những người làm công, có nghĩa là mình đi làm thuê cho một ai đó. And that somebody else might be our local church. Yeah. Có thể là chúng ta đang làm việc cho hội thánh địa phương của mình. It might be the local farmer, it might be the local business down the road, it might be anybody. Hay là mình có thể là đang làm việc cho
một cái trang trại nào đó, là một cái vườn nào đó trong khu vực mình ở, một cái công ty ở trong khu vực mình ở, hay là có thể làm việc cho, làm thuê cho bất cứ ai. So let's look at Colossians 3, verses 22 to 24. Và đây chúng ta hãy xem trong Colossae đoạn 3, câu 22 đến câu 24. Colossae đoạn 3, câu 22 đến 24. Colossae sau khi biết rồi. Now this talks about slaves, but we can translate it into people who are working for other people. Câu kinh thánh ở Colossae này nói tới những cái người đầy tớ. Tuy nhiên chúng ta có thể thay đổi nó, chúng ta có thể đặt nó là giống như là những người nhân viên, những người làm công cho người khác. And so it says, slaves, in all things obey those who are your masters on earth. Not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart and fearing the Lord. Yeah. Vậy nên tôi xin đổi cái từ ta. Hỡi những kẻ làm con, hỡi những người để làm nhân viên, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ, nhưng mình tìm cách làm cho đẹp lòng người ta. Nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà và làm việc. It says, then goes on and says, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Yeah. Và hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, hãy hầu việc đấng Christ, tức là Chúa. You see, I remember when I first started working, I used to enjoy working hard. Các bạn biết không, khi mà tôi vừa mới đi làm đó, tôi thích cái việc làm việc chăm chỉ. And I remember working with this particular person, and he came alongside me one day and he said, David, you're working too hard. Và tôi nhớ một ngày kia, cái người mà cùng làm việc với tôi, cái bạn làm việc trong công ty của tôi đó, đến và bỏ qua tôi và nói rằng là David, anh chăm chỉ quá rồi. He said, we get paid for doing this amount of work. You're doing too much work. Và anh nói rằng, mình chỉ nhận lương để làm chừng này việc thôi, mà anh đã làm quá nhiều việc rồi. Now I had to just gently disagree with him. And say, well, I'll do what I feel right to do, and you do what you feel right to do. Thế là tôi phải từ tốn trả lời với ảnh rằng, à, tôi làm cái điều mà tôi cảm thấy rằng mình nên làm. Còn anh thấy mình nên làm gì thì tùy anh. But I believe as Christians, we will do more than what we are expected to do. Nhưng mà tôi tin rằng với tư cách là những cơ đốc nhân, chúng ta nên làm còn vượt hơn cả những cái gì mà người ta trông đợi chúng ta làm. And then you add to that that when you do it, there'll be a blessing that comes with it. Our employers get a double blessing. They get the blessing of us working hard, and they get the blessing of our excellence. Yeah. Vậy nên khi mà chúng ta làm việc một cách chăm chỉ như vậy, thì cái người chủ của chúng ta, cái người làm chủ đó, họ sẽ nhận được phước lành gấp đôi, bởi vì họ nhận được cái phước lành từ cái việc làm việc chăm chỉ của chúng ta, và họ nhận được cái phước lành từ cái việc mà gọi như là cái phần nổi trội hơn mà chúng ta đã làm, đã có thể đem đến những kết quả tốt hơn nữa. Because we're just wanting to serve God and bring honor and glory to Jesus. Bởi vì tất cả những điều chúng ta làm đó, chúng ta muốn làm tôn trọng và phục vụ Chúa, chúng ta muốn đem khiến cho người khác cũng tôn trọng Chúa. Now I know my current boss keep saying to me, David, I don't know how you do so well at bringing the work into the company. Và tôi không biết, nhưng mà cái người chủ hiện tại của tôi bây giờ thì ông nói rằng, David, tôi không biết sao, nhưng mà anh làm cái việc của anh rất là tuyệt vời, anh đã khiến cho cái công ty của chúng ta có nhiều việc làm hơn. And I have to tell him, and it sort of goes over his head a bit, but I just have to tell him it's the blessing of the Lord. Yeah. Và tôi nói cho ổng một cái sự thật, có thể là cái sự thật mà tôi nói ra ổng hơi khó tiếp nhận, bởi vì có thể người đã chưa
tôi không tin Chúa, nhưng mà tôi nói à, tất cả những công việc, tất cả những cái gọi là hợp đồng mà có thể trong công ty có thể nó đến từ Chúa rồi. You see, if I was running a business, even if I wasn't a Christian, I would be looking for Christian employees. Yeah. Cho nên các bạn biết không, nếu như tôi là một cái người chủ, một người mà làm ăn kinh doanh gì đó thì có công ty, thì hả giờ tôi không phải là người tin Chúa thì tôi cũng cố gắng tìm kiếm những cái người nhân viên là những người tin Chúa thật sự. Because one, they bring a good work ethic. Bởi vì nếu như mà cái người làm việc đó, người làm công đó, họ có một cái thái độ làm việc chăm chỉ. But then also you carry a blessing. Khi mà họ, cái người làm công cơ đó, đó không chỉ họ làm việc chăm chỉ, nhưng mà điều họ còn có đem theo bên mình họ là cái gì ạ? Sự phước lành nữa. So you might be serving the government, you might be serving a business. Cho nên có thể các bạn làm việc trong cơ quan nhà nước, có thể làm việc kinh doanh ở bên ngoài. But you might be serving your local church. Nhưng mà bạn cũng có thể làm việc bằng cách phục vụ trong hội thánh địa phương. But as followers of Christ, ultimately we're serving Jesus Christ. Nhưng mà dù làm công việc gì đi chăng nữa, thì với tư cách là người hầu việc Chúa, là người mà phục vụ, là người đi theo Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta đang hầu việc chính mình Chúa mà thôi. So we just go back to Colossians 3, 23 and 24. Cho nên chúng ta xem ngược lại ở trong Colossae đoạn 3 câu 23 and 24, the ones that just here. Who do you serve? Nhưng mà chúng ta đang phục vụ ai? The Lord. Chúng ta đang phục vụ Chúa. Okay, let's look at 1 Timothy 6:1. Chúng ta xem tiếp ở trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 1. And it's a bit like the government, our employers deserve our honor. Và cũng giống như là những bậc cầm quyền trong chính phủ của chúng ta, thì cái người làm chủ của chúng ta, cái người chủ trong công ty hay là trong công việc của chúng ta cũng đáng nhận được cái sự tôn trọng từ chúng ta. 1 Timothy 6:1. And it says, all those who are under the yoke as slaves are to regard their own masters as worthy of honor, so that the name of God and our doctrine will not be spoken against. Hết thảy những kẻ dưới ác đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. So it's just like we were talking about in the last session about the government. Cho nên cũng giống như những gì mà chúng ta đã nói ở trong bài học trước về những thẩm quyền và những bậc cầm quyền. If we sit there with our workmates going, oh, he's a terrible employer. Look at the way he runs his business. Isn't that terrible? You know, he doesn't pay us enough and he makes us work too hard. And look, he's going off to lunch early. He's leaving us here to work. Dạ, nếu như chúng ta cứ tưởng tượng mình đi làm mà mình ngồi đó mà nói ôi thằng cha là ông chủ này của mình chẳng khôn ngoan tí nào, làm công ông làm ăn gì mà ngu quá, hay là hả ông trả lương thì ít keo kiệt mà hả bắt mình làm đủ thứ chuyện hết rồi hả mình than vãn mình càm ràm chuyện này chuyện kia. No, we are called to honor. Chúng ta không được Chúa kêu gọi đi làm cái thái độ đó, nhưng chúng ta được Chúa kêu gọi rằng chúng ta phải tôn trọng cái người làm chủ mình. You know, isn't it great that our boss has put his money into this business and he is succeeding? Cho nên chúng ta hãy tưởng tượng nếu như cái người chủ của mình đó, họ đầu tư vào một việc gì đó và việc kinh doanh của họ thành công thì điều đó không tuyệt vời sao? Isn't it great that our senior pastor can actually take a holiday because he has been working so hard and he gives us everything for the church? Hay là không tuyệt vời sao nếu như mà mình thấy là cái người mục sư của mình, người lãnh đạo của mình có thể có thời gian để mà
Linh nghỉ ngơi sau khi mà đã làm việc đã đầu tư rất là nhiều cho công việc của nhà Chúa. We're talking to a pastor in South India, and he was saying that in South India, if a pastor takes a day off, his people start grumbling. Một ngày kia chúng tôi có nói chuyện với một vị mục sư đến từ Nam Ấn Độ, và ông nói rằng ở khu vực chúng tôi Nam Ấn Độ đó, nếu như mà mục sư có một ngày đi nghỉ phép á, thì thế nào dân sự cũng sẽ càm ràm. As leaders, our job is to honor those in leadership over us. As leaders, our job is to honor those who are over us. Cho nên với tư cách là những người lãnh đạo, chúng ta vẫn phải tôn trọng những cái người mà ở vị trí lãnh đạo cấp cao hơn chúng ta. And it's our job to take others along that journey. Và cái công việc của chúng ta đó là chúng ta cũng hãy dẫn dắt nhân sự mà những người khác cũng học cách tôn trọng những người ở trên họ. And we should be saying, I wonder how we can help our senior pastor take some time off with his wife. Yeah. Vậy nên ví dụ như đôi lúc chúng ta cũng có thể nói với cái đó là những người lãnh đạo thì mình hãy nghĩ thử xem là thế nào để mà mình có thể giúp cho cái người mục sư trưởng của mình, người mục sư của mình có thể có một cái ngày nghỉ với vợ con. You see that attitude that we found in South India sometimes permeates into the church and other places. Yeah. Và đôi lúc á, cái thái độ mà lúc nãy mà tôi vừa nói ở tại hội thánh ở tại Nam Ấn đó, nó có thể nằm vùng, nó có thể nó diễn ra tại rất nhiều những cái hội thánh khác trên khắp thế giới. You see, we want to create a culture of honor. Mọi người thấy đó, chúng ta muốn tạo nên một cái nền văn hóa biết tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng người khác. And if we create a culture of honor, we'll find that that culture flows behind us also, and others will honor us. Và nếu như chính bản thân của chúng ta tạo nên được một cái văn hóa, có nghĩa là một cái thói quen học cách tôn trọng người khác, thì cái điều đó nó cũng sẽ khiến cho những người theo chúng ta, những người đi với chúng ta cũng tạo nên cái văn hóa đó trong chính đời sống họ. That the name of God and his doctrine will not be blasphemed. Để làm gì ạ? Hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. So a Christian needs to work hard for his employer, even if he's a believer or not a believer. Cho nên với tư cách là những con cái Chúa, là những người đi làm công làm việc cho người khác, thì chúng ta còn phải làm việc work hard for our employer. Chúng ta còn phải làm việc chăm chỉ cho cái người chủ của mình, dầu cái người chủ đó là cơ đốc nhân hay là người ngoài của vậy. You see, in 1 Timothy 6 verse 2, it says, those who have believers as their masters must not be disrespectful to them because they are brethren or brothers, but must serve them all the more because those who partake in the benefit of believers and beloved. Teach and preach these principles. Yeah, chúng ta thấy tiên vô thê nhất đoạn 6 câu 2 đó là hay ở đây là chúng ta cùng nhau đọc. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được con của mình là tín đồ và người đó yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. You see, sometimes if my brother is my boss, yeah. Ví dụ đôi lúc cái người anh em này của chúng ta là cái người chủ cái nơi mình làm. Our attitude can change. Yeah. Our attitude can change. Yeah. Khi mà có cái người chủ là cái người anh em trong Chúa, thế là cái thái độ của chúng ta nó thay đổi luôn. You know, you say, oh, you don't mind if I go early today? Yeah. Chắc là sếp hôm nay yêu bỏ qua đi cho tôi nghỉ ngày hôm nay. You're a good loving Christian man. You know, you want me to have a good time. Sếp là chủ, nhưng mà điều anh cũng là một cơ đốc nhân rất là dễ thương, rất là tốt bụng, cho nên ngày hôm nay anh cho tôi cái thời gian thông thả xíu đi. So we almost act worse than we do for a person that's not a believer. If we're an employee for an unbeliever or an employee for a believer, sometimes we worse with the believer as a boss. Cho nên ông nói có một cái thực tế đó là đôi lúc á, khi mà chúng ta làm công cho một cái người không tin Chúa,
đôi lúc mình còn cố gắng làm việc một cách chăm chỉ đàng hoàng hơn là mình làm công cho một cái người tin Chúa, đôi lúc là mình gọi là quen mặt quá làm lần. You know, like my son, he works full time for our church. Như con trai của tôi nó làm việc chọn thời gian cho hội thánh. And until recently, he's only been paid for part of that time. Yeah, và cho tới dạo gần đây luôn thì từ trước tới giờ nó chỉ nhận tiền công khoảng cỡ một nửa cho cái thời gian nó làm thôi. But and that's been his choice to work the whole time. Và tuy là chỉ là nhận tiền lương của làm bán thời gian, nhưng mà điều đó là quyết định của con trai trong khi mà nó vẫn làm việc trọn thời gian cho hội thánh. But Pastor Steve has been very good in making him accountable for what he does and when he does it. Yeah. Nhưng mà một sư Steve, một sư trưởng của chúng tôi thì rất là tốt, và ông đã dạy con trai tôi là phải giống như chịu trách nhiệm khai trình báo tất cả những gì mà con trai tôi làm trong công việc của nó. So son Matthew could have said, well, I'm not getting paid for this, so it doesn't matter whether I come and I go and I come and I go and if I really get things done. Yeah. Cho nên đó, rất là dễ để cho con tôi nó có cái thái độ là ôi mình chỉ làm mình nhận lương kiểu bán thời gian mà, cho nên là hả cái việc mình tới lúc nào cũng vậy, mình thích đi lúc nào, mình thích đi làm mấy giờ, mình thích về mấy giờ, nó cũng chả có quan trọng đâu. Bởi vì giống như là đằng nào là mình cũng làm việc bán thời gian, nhận lương bán thời gian thôi mà. But yes, it does matter. Không, nhưng mà cái thái độ, cái cách làm việc của chúng ta thật sự quan trọng. You see, we're doing all things unto God. Mọi người thấy đó, chúng ta làm mọi điều thật sự là đang làm cho Chúa. And so it's good for us to train others to be accountable to God as well as to men. Vậy nên nó cũng rất tốt cho chúng ta là những người lãnh đạo như vậy, cũng huấn luyện cho những người khác để họ có thể làm việc và họ chịu trách nhiệm khai trình những cái công việc của họ ra trước mặt Đức Chúa Trời cũng như là trước mặt cái người làm chủ, trước mặt người khác nữa. It's good to have process and good to have very clear goals rather than just letting things drift. Clear goals rather than drifting. Vậy nên rất là quan trọng khi mà chúng ta cũng phải biết lập kế hoạch, hay là giống như là có mình biết cái tiến trình, cái gì mình phải làm để mọi việc nó, hay là chúng ta còn phải có cái mục tiêu thay vì cứ để việc giống như là hả nó thích diễn ra sao thì diễn ra. So we are in subjection to good masters and bad masters. Vậy nên dầu người chủ của chúng ta là người chủ tốt hay là người chủ xấu thì chúng ta đều phải đầu phục trước họ. We to serve Christians the same way as we serve non-Christians. Và dầu cái người chủ của chúng ta là người tin Chúa hay là không tin Chúa thì chúng ta vẫn phải làm việc cho họ một cách giống như nhau. Amen. Amen. Going to turn it around and look at being the boss. Bây giờ mình sẽ qua trang tiếp theo và mình xem cái phần việc là khi làm chủ thì chúng ta phải cư xử như thế nào. But before we do that, Jen wants to have a stretch, so we better all have a stretch. Nhưng mà trước khi chúng ta qua cái phần bên về việc làm chủ á, thì cô Jennifer muốn chúng ta đứng lên để mà vận động một xíu, mọi người có vẻ đã hình thành rồi. She's going to be in subjection to me and say, I'll wait, honey, until we finish being the boss. We're going to do this last section, then we'll have a break. Sorry for the confusion. Ông quyết định là mình sẽ vẫn học hết cho hết cái phần bài học số 13 này đã, rồi sau đó chúng ta sẽ vận động một xíu sau. Okay, the employer, Colossians 4:1. Chúng ta xem Colossians đoạn 4 câu 1 nói về việc làm chủ. Now it says, masters, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you have a master in heaven. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực mà đãi tôi tớ hay là người làm công của mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Doesn't really need any further explanation, does it? Tôi nghĩ câu thánh này chẳng cần chúng ta phải giải thích gì thêm nữa rồi, đúng không ạ? Because we're serving God. Bởi vì chúng ta đang phục vụ Đức Chúa Trời. God is our master. Đức Chúa Trời là Chúa, là chủ của chúng ta.
And we'll be treated the way we treat others. Vậy nên chúng ta sẽ được Chúa đối xử tùy theo cách chúng ta đối xử người khác. So let's look at Ephesians 6:9 and we start seeing some of the things we shouldn't do. Và chúng ta xem ở trong Ephesians 6 câu 9 xem những cái điều mà chúng ta không nên làm với tư cách là người làm chủ. It says the masters do the same thing to them and give up threatening, knowing that both their master and yours in heaven, and there is no partiality with him. Dạ, chúng ta sẽ xem ở trong Ephesians 6 câu 9 cùng nhau đọc ạ. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ bằng đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vì ai hết. So if we have the employer and if we have the employee, who is, are they equal or is one greater than the other? Như vậy chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta bên này có một người làm chủ, bên này có một người làm công, thì hai người này vị trí của họ như nhau hay là một người cao trọng hơn, một người thấp hèn hơn? That's right, they're equal. Thật sự họ là trước mặt Chúa thì họ là ngang bằng nhau. In the sight of God, we're all equal. Trước mặt Chúa tất cả chúng ta đều như nhau. Jeremiah 22:13. Jeremiah đoạn 22 câu 3 câu 13. Jeremiah đoạn 22 câu 13. Jeremiah trong Cựu Ước ạ. And we just heard about an interesting situation. Chúng ta mở ra xem cái hoàn cảnh thú vị này. A pastor in a remote village in a country that we won't talk about, in another country. Yeah. Có một cái vị mục sư ở tại một cái quốc gia, một quốc gia khác mà chúng tôi đang ở đến ở đây. He said, "I really believe God wants me to build a church building." Và ông nói rằng hả, tôi thật sự tin rằng Chúa muốn tôi phải xây cái nhà thờ cho hội thánh. But he hadn't worked out how much it was going to cost. Nhưng mà ông chưa có tính toán ra là sẽ tốn bao nhiêu tiền công sức để mà xây cái nhà thờ đó. And so he got these men from the village to do lots and lots of work and said, "I'll pay you, I'll pay you." Cho nên cái người mục sư ở tại cái làng họ lo làng đó, ông nhờ nhiều người ở trong làng đó xây cái hội nhà thờ cho ông, bảo hết, "Ôi không sao đó, tôi sẽ trả lương cho anh, tôi trả tiền cho anh hết." He went to the merchants and he got materials and said, "I haven't got the money yet, but I will get the money." Yeah. Và ông mục sư này họ đi đến các cửa hàng buôn ở trong làng đó và nói là họ, "Không sao đâu, anh cứ cung cấp cho chúng tôi hết tất cả những cái nguyên vật liệu đi. Đằng nào tôi giờ chưa có tiền nhưng mà mỗi bố tôi trả nợ hết thôi cho." Now he hadn't talked to those who were his oversight, his apostolic leaders. He didn't talk to them and ask their advice. Yeah. Và cái người mục sư này hoàn toàn không có nói cái vấn đề này ra với những cái người mà giống như là trong ban lãnh đạo cao hơn, hay là những người mà có những cái ân tứ giống như là sứ đồ gì nữa ở trong hội thánh. So suddenly he's got all these men that have done this work and he has not paid them their wages. Và cuối cùng thì ông mục sư này đã nhờ vả, đã mua tất cả mọi người đã xây xong cái nhà thờ, nhưng mà ông lại không có tiền để trả cho một người nào trong số họ cái tiền công mà họ đáng ra phải nhận. Jeremiah 22:13. Chúng ta xem ở trong Jeremiah đoạn 22 câu 13. And it says, "Woe to him who builds this house without righteousness and the upper rooms without justice, who uses the neighbor's services without pay and does not give him his wages." Chúng ta thấy khốn thay cho kẻ xây nhà trái lẽ công bình, làm phòng bởi sự bất nghĩa, dùng kẻ lao cộng mình làm việc vô lương và chẳng trả tiền công. Challenge. Thách thức phải không ạ? Now, in this situation, this man has learned, or hopefully is learning, his mistakes. Và nên trong cái hoàn cảnh của câu chuyện mà tôi vừa mới kể thì hy vọng cái ông mục sư đó ông đã học được bài học từ cái lỗi lầm của mình. But he risks
putting the name of God and bringing disrespect to the name of God. Nhưng mà chúng ta thấy là cái ông mục sư này ông đã quá liều, ông đã dám để danh của Chúa, ông đặt danh Chúa vào một cái vị trí mà giống như là người ta sẽ không tôn trọng danh của Chúa nữa. Because the people around who don't know Jesus will say, but this man is not paying us for what we have done. This Jesus can't be any good. Yeah. Bởi vì những cái người đàn công, những cái người mà đến và phụ làm để xây cái nhà thờ đó, họ có thể nhiều người trong số họ là những người chưa tin Chúa, họ sẽ nói rằng đó hả, ôi nhưng mà cái ông này ông xây xong cái nhà thờ rồi mà ông chả trả mình một cái đồng nào hết, thì hả, Giêsu của ông chắc cũng chả có tốt làm gì. So not only does he bring a curse on himself, he also brings a bad name to the people of Jesus. Cho nên chúng ta thấy cái việc mà ông làm đó không chỉ đem đến cho ông bản thân ông có sự rủa xả, mà ông còn đem đến cho những người tin Chúa một cái gọi là một cái tiếng xấu nữa. So if we do not have the money to pay someone to do the work, we should not ask them to do the work. Cho nên nếu như chúng ta không có tiền để trả cho người ta làm một công việc gì đó thì chúng ta cũng đừng có yêu cầu họ làm. A lesson for all of us. Đây là một bài học cho tất cả chúng ta. So as I say, in this situation, the oversight are trying to put things right and find the money to pay the wages. Và nói các cái gì trong câu chuyện này á, thì sau đó những người mà giống như ở trong ban lãnh đạo cao hơn nữa, thì họ cố gắng mà giải quyết cái việc này, và nên họ cố gắng tìm một cái nguồn tiền để trả hết tất cả cái tiền xong cho những người mà giúp xây dựng cái nhà thờ. Part of us wants to make the man learn the hard way. Part of us want to make the pastor learn the hard way. Và một phần của trong một số người trong ban lãnh đạo đó thì muốn cho cái người mục sư và quyết định xây cái nhà thờ đó phải học một bài học cho đây để đời ở đây. But the other part of us wants to make sure that nothing comes to discredit the name of Jesus. Nhưng mà một phần khác thì thật sự lại muốn rằng mình phải bảo đảm là không có một cái danh tiếng hay là có một cái tiếng xấu nào ảnh hưởng đến danh của Chúa Giêsu. A warning to each one of us. Cho nên tôi đang cảnh báo mỗi một người trong số chúng ta ở đây. Okay, Luke chapter 22 verse 26. Dạ, chúng ta xem ở trong Luca đoạn 22 câu 26. Luca đoạn 22 câu 26. But it is not this way with you, but the one who is the greatest among you must become like the youngest, and the leader like the servant. Chúng ta cùng đọc ạ. Về phần các ngươi đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. You find that the best leaders are the leaders who are willing to serve. Chúng ta sẽ nhận ra những cái người lãnh đạo tốt nhất là những người lãnh đạo sẵn lòng để phục vụ. The best employers are the employers that are willing to serve. Cũng giống như vậy, những cái người làm chủ tốt nhất là những người làm chủ sẵn sàng phục vụ người khác. And then the ultimate is Jesus. If we look at Jesus, he was always willing to serve. Và cái tấm gương tối cao nhất mà chúng ta nhìn vào đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngài lúc nào cũng sẵn lòng muốn phục vụ. Amen. Amen. So as leaders, allow God to develop that servant heart. Cho nên với tư cách là người lãnh đạo, hãy cho phép Đức Chúa Trời ngài xây dựng ở trong chúng ta một cái tấm lòng lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ. It will speak powerfully to those around us. Và cái sự hạ mình xuống phục vụ đó, nó là cái lời công bố mạnh mẽ về đức tin của chúng ta cho những người xung quanh mình. You know, I watch servant leaders and the way people gather around them and respect them. Các bạn biết không, tôi đã quan sát những người lãnh đạo có tinh thần đầy tớ, và tôi nhìn xem, tôi thấy được những cái người xung quanh đi theo họ và được cuốn hút bởi họ như thế nào. And something that is built there that
is powerful. Và có cái điều mà xây dựng nên chúc phục của họ là có điều gì đó rất là năng quyền. I watch leaders. Well, it's not even the right word for them. I watch people who think they are leaders and they start demanding this and demanding that. Yeah. Và tôi cũng quan sát thấy có một số người lãnh đạo khi mà tôi không dám dùng cái từ này để mô tả ông đang nói trong cái nào. Chỉ là ông đó, ông thấy ông cũng quan sát một số người lãnh đạo mà đây là những người mà nghĩ rằng đó họ họ xứng đáng là lãnh đạo mà cho nên là họ lúc nào họ cũng giống như là ra lệnh yêu cầu đòi hỏi cái này cái kia. And you'll find that short term they might be effective, but long term they are very ineffective. Có thể trong cái giai đoạn ngắn mình thấy rằng những cái người lãnh đạo này có vẻ rất là hiệu quả, làm việc hiệu quả. Nhưng mà tính về cái lâu dài thì những cái người này họ không có ảnh hưởng, không có hiệu quả gì cả. You know, someone coming in and just observing this movement, this organization, I can see you're a servant organization. Yeah. Và với tư cách là một người đến và quan sát đoàn truyền giáo của chúng ta trong một thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà tôi có thể nói rằng ông bà anh chị em ở đây là những người lãnh đạo có tấm lòng của sự phục vụ. But just make sure you carry that into your people. Nhưng mà hãy bảo đảm rằng ông bà anh chị em cũng phải đem cái tấm lòng phục vụ đó, dạy dỗ nó lại cho dân sự của mình. Amen. Let's look at finally at Philippians 2 verses 5 to 7. Chúng ta sẽ xem tiếp ở trong Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 7. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu số 7. And this is just looking at Jesus as an example. Chúng ta sẽ xem Chúa Giêsu là tấm gương tối cao của chúng ta. Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 7. And it says, have the attitude in yourselves which was also in Jesus Christ, who, although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự thêm nam dữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tướng và trở nên giống như loài người. He was God. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. And it says, he did not regard equality with God, but he emptied himself. Và Kinh Thánh nói này, Ngài chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ, nhưng mà Ngài từ bỏ, coi như là bỏ sạch hết tất cả những quyền lợi của mình. You know, he didn't have to do what he did. Chúng ta biết sao Chúa Giêsu là không nhất thiết phải làm những cái gì mà Ngài đã làm đâu. He humbled himself and he became a servant for each one of us. Vậy mà Ngài vẫn khiêm nhường hạ mình xuống, trở thành như một người đầy tớ, trở thành một trong số những con người như chúng ta. That is the most powerful part of our Christian gospel, that Jesus, God, became man that we might have everlasting life. Và hành động đó là một trong những cái chìa khóa, một cái lời công bố mạnh mẽ nhất trong cái đời sống đức tin cơ đốc của chúng ta. Đó chính là chính Đức Chúa Trời Chí Cao đã khiêm nhường hạ mình xuống, trở nên như con người, sống cuộc đời như con người của chúng ta để ban lấy tội lỗi chúng ta. So if we're a leader in our work, a leader in our church, let us follow in the footsteps of Jesus. Vậy nên nếu chúng ta là người lãnh đạo trong hội thánh hay là người làm chủ của một công việc làm ăn kinh doanh nào đó, thì chúng ta hãy bước theo bước chân lãnh đạo của Chúa Giêsu. Let's pray. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Father God, I pray and thank you that you are our ultimate example. Lạy Chúa, chúng con ngợi khen và cảm ơn Chúa bởi vì Ngài là tấm gương điển hình tối cao nhất cho chúng con. Lord, as leaders, help us to understand the principles you have given us. Lạy Cha, với tư cách là những người lãnh đạo, xin Cha giúp cho chúng con có thể áp dụng được những nguyên tắc mà Ngài chỉ cho chúng con. That Lord, we would become bond servants. Để rồi Chúa ơi, chúng con sẽ trở nên những người đầy tớ.
and don't see your kingdom come, your will be done on earth Amen. As it is in heaven. Để rồi chúng con có thể thấy nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Amen. 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 Amen.